Đây là giống vú sữa đột biến, chịu mặn tốt, khi chín thịt ăn giòn không có mũ ở phần vỏ và rất ngon. Theo người nông dân trồng tại Bến Tre, cây rất dễ trồng, ít sâu bệnh, chỉ thỉnh thoảng có bị bọ bù xe, sén tóc gây hại nhưng không đáng kể. Đối với sâu bệnh lá như tháng thư, phytophthora, từ ngày trồng, ông cũng chưa thấy xuất hiện. Hiện thương hiệu vú sữa tím mica không mũ được bảo hộ bởi Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đây là một lợi thế để đưa giống vú sữa ngon này có cơ hội rất lớn để xuất khẩu sang thị trường châu âu qua đó giúp bà con nông dân có thêm giống cây mới để phát triển kinh tế và làm giàu